Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ cũng như truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính và công nhận. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được những thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Giáp Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Giáp Thân có rất nhiều những mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân xung quanh yêu mến. Vâng, và thưa quý vị, chưa hết đâu ạ. Họ còn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người khác nguy hiểm đang rình rập ở đằng trước, ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của những người khác và từ đó thì sẽ tìm được cách giúp đỡ và chia sẻ cho những người đang gặp khó khăn về kinh tế cũng như là về mặt tinh thần. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Giáp Thân phải hạ xung thái tuế. Đây là một trong những năm mang lại nhiều trắc trở với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì chắc chắn những khó khăn trắc trở đó không làm cho những gia chủ tuổi Giáp Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Giáp Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 3 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những quý gia chủ tuổi Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Giáp Thân trong tháng này thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh thủy, tuyền trung thủy, có nghĩa là nước trong suối. Bên ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay trong cuộc sống. Là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật, biết và rất giỏi nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân, họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt và các việc vặt thủ công, may vá họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không thua nhường ai, họ luôn muốn mình làm được, và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn và khi nóng giận, lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Đa phần các bạn tuổi Giáp Thân vẫn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nguồn thu nhập riêng. Dù có đi làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhìn chung chưa có nhiều đột phá trong tháng này. Một số bạn có thể tranh thủ các kỳ nghỉ để đi làm thêm, nhưng quá trình tìm việc nhất định phải thật cẩn thận bởi nguy cơ bị lừa gạt, lợi dụng khá lớn. Phương diện học tập cũng không quá lý tưởng, bạn cảm thấy thiếu động lực và rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài khiến đầu óc mất tập trung. Có bạn lại chểnh mảng việc học do dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, hẹn hò. Đây là vấn đề cần phải hết sức tiết chế, việc học vẫn là mục tiêu quan trọng mà bạn cần phải hướng tới trong tương lai gần. Đừng để công sức đèn sách bấy nhiêu lâu, đổ bể khi không thể thuận lợi tốt nghiệp, khi đó sự phát triển sau này của bạn cũng đầy rối ren. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Giáp Thân cần phải đề phòng tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Giáp Thân tháng 3 âm lịch năm 2022 cho thấy tình hình học tập không được khả quan cho lắm. Do hung tinh tác động mạnh, bản mệnh rất dễ suy nghĩ chủ quan, tâm lý dễ bị dao động, thiếu tập trung trong việc học tập nên để ảnh hưởng đến thành tích hiện tại. Hơn nữa, tâm lý ham chơi vẫn quá nhiều cám dỗ khiến bạn không ít thời điểm bỏ bê việc học để chạy theo sở thích cá nhân.
các bậc phụ huynh nên quan tâm sát sao và đốc thúc con kịp thời. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, đa phần người tuổi Giáp Thân đều vẫn đang trong giai đoạn được gia đình bao bọc nên không gặp áp lực kinh tế tài chính được đảm bảo. Tuy vậy, bản mệnh không tránh khỏi những lúc cảm thấy bị bí bách khi không được tiêu xài theo ý muốn hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để phục vụ nhu cầu của bản thân. Bạn nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiêu khoản tiền lớn. Nếu là lý do chính đáng, cha mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn phần nào. Nếu đã đi làm, các bạn có thể cân bằng lại các khoản thu chi để tăng số tiền tiết kiệm lên. Điều này rất hữu ích cho tương lai sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở trong độ tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề về dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong năm. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Đề phòng những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya và ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể bạn tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng. Các quý gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thân để có thể mang lại công năng tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 3 trên phương diện tình cảm, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là với bạn bè. Có rất nhiều mâu thuẫn hay xung đột xảy ra. Nếu không khéo léo, bạn bè trở mặt thành thù, không vui chút nào. Tính tình mệnh chủ có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp. Dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, cứ cháy âm ỉ khiến đôi bên rơi vào tình trạng chiến tranh, tình cảm lứa đôi sứt mẻ. Tình bạn bè thân thiết đến đâu cũng có thể sụp đổ vì cái tôi của mỗi người đều quá cao. Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới. Vì vậy có khi nhiều cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua. Có người dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không, người đến kẻ đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Nếu bạn không đủ nghiêm túc thì e rằng tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài khá lâu. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạch Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân.
Trong những ngày này, bệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể cập nhật được những kiến thức hay và mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.